Vì cuộc sống khó khăn nên người đàn ông đã gần 70 tuổi vẫn phải xa quê hương lên Bình Dương làm việc kiếm tiền mưu sinh. Tuy nhiên thật không may, trong lúc làm việc, bác đã để mất chiếc xe trị giá hơn 30 triệu đồng của khách nên phải đền bù thiệt hại. Nghĩ đến khoản nợ lớn trước mắt, bác bảo vệ già bật khóc vì biết có lẽ Tết này chẳng thể về quê đoàn tụ với con cháu. Theo thông tin được đăng tải trên fanpage Bình Dương, bác bảo vệ này tên L, 69 tuổi, quê An Giang có 5 người con. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có đất lại không muốn trở thành gánh nặng của các con, nên bác quyết định rời quê lên Bình Dương làm bảo vệ đã 2 năm nay. Số tiền kiếm được ngoài trang trải cuộc sống, bác còn phụ giúp cho con cháu. Vợ bác cũng đang làm lao công tại Bình Dương, hai vợ chồng thuê trọ ngã tư Hòa Lân. Ngày 2 tháng 12 vừa qua, trong lúc làm việc, bác sĩ để mất chiếc xe máy tại công ty trên đường Mỹ Phước Tân Vạn. Bác L cho biết, bác không nhớ xe đó nhãn hiệu gì, chỉ nhớ biển số. Chủ nhân chiếc xe bắt đền 35 triệu đồng, nên bác và một người nữa trong ca chia nhau mỗi người 13 triệu đồng, còn công ty phụ 9 triệu đồng để đền bù cho người bị mất. Trước khoản tiền này, bác L không khỏi lo lắng, bởi với bác nó quá lớn. Bác tâm sự, bác chỉ mong trả được hết nợ, rồi sang năm đi bán vé số, có nhiêu ăn nhiêu, chứ bây giờ khổ quá rồi. Vừa nói, bác vừa khóc. Được biết, đến nay đã có một nhóm bạn trẻ đến hỗ trợ bác ngay trong đêm, ngay sau khi nhận được thông tin về hoàn cảnh khó khăn của bác. Đồng thời, dưới bài đăng trên mạng xã hội, rất nhiều người đã bày tỏ mong muốn được giúp đỡ bác bớt đi phần nào gánh nặng. Hy vọng rằng với sức mạnh của cộng đồng, bác L sẽ sớm vượt qua khó khăn. Tết nay, bác sẽ được về quê sum họp cùng với gia đình và không còn phải vất vả nắng mưa nữa.